Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít hàng cà lem kem chuối để giao lưu với anh em. Có vài con qua sử dụng và vài con new. Cái giao dịch của bên em những là một chứng khoán đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em để chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code. Và phía ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp em luôn. Bên em chỉ nhận chứng khoán đủ free ship nha anh em. Và anh em xem kênh thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Và anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký cho em một lượt đăng ký luôn. Và nhớ bật vào cái chuông thông báo cái bên chị đăng ký để khi em lên video thì mới thì có thông báo gửi tới anh em. Để anh em vào xem tham khảo cho vui. Bên em thì từ hàng Shippo ve chai cho tới hàng sưu tầm đều có, hàng xưa cũng có luôn. Hàng xưa thì em rảnh thời gian mới làm để em lên được, tại vì hàng xưa làm nó hơi lâu, qua thời gian thì nó qua sử dụng phải canh chỉnh rồi phải vệ sinh nó thì nó lâu hơn những cái con bình thường làm mãi với đại số. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Đầu tiên em có một con slim chủ đề của hai hôm nay có nói chung là chủ đề nó hay, em lựa ra mấy cái chủ đề hay hay. Đây một con slim. Con này được khắc ăn mòn đổ sơn nha anh em. Và con này nó 2 lá 5. Nhưng mà nó được khắc ăn mòn đổ sơn thì cái chủ đề của nó như thế nào thì mới khắc ăn mòn đổ sơn ha. Đây thấy là tàu bè từ lừa nè. Rồi thì để em sẽ tra với chủ đề cho anh em. Chủ đề này em đã tra rồi và nó là căn cứ hải quân của Hoa Kỳ. Con này thì nó có té thì nó cấn nhẹ. Ở đây dạng xước ha. Mà được có cái chủ đề. Có dòng có xước được cái chủ đề trên con 2 lá 5 mà nó khắc ăn mòn đổ sơn thì anh em cũng biết là nó cái chủ đề của nó. Bánh bén để gạt khỏe. Ruột 2 lá 5. Ruột cũng đẹp quá ha, ruột trục. Con này nó cũng khá đẹp đó nè. Có vài điểm cấn nhẹ. Bù lại được cái chủ đề. Những cái chủ đề này thuộc chủ đề quân sự. Này là chủ đề nó khác ăn mòn đổ sơn nha anh em. Chủ đề khác ăn mòn đổ sơn. Rồi em sẽ tra chủ đề cho anh em. Sasebo là
một căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ ở Sasebo, Nhật Bản, trên đảo Kyushu. Nó cung cấp các phương tiện hỗ trợ hậu cần các đơn vị được triển khai ở tiền phương và các lực lượng điều hành đến thăm của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, và các hoạt động thuê tàu được chỉ định. Đây, anh em muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì anh em cứ chọn vô coi xem lịch sử đâu ha. Đây nó là một cái chủ đề rất là hay, và những cái chủ đề này nó rất ít gặp trên cái dòng Zippo hạm đội Hoa Kỳ. Đây thì em sẽ lên một con ở hạm đội 7 Thái Bình Dương. Những cái chủ đề này rất là hay nè. Số 1 350 chủ đề nó quan trọng trên cái slim của cái Zippo lắm, và cái chủ đề này em cam kết với anh em là zin hàng. Ở bên trong là khắc ăn mòn để chừa nổi cái hình tàu lên anh em thấy không. Một phần là khắc ăn mòn ngược nè, còn một phần là khắc ăn mòn nè. Những chi tiết này được khắc ăn mòn đổ sơn nè, còn đây là cái khắc ăn mòn ngược là nó kết hợp để nó nổi cái chi tiết tàu lên. Rồi đây là một em cũng là một chủ đề riêng hãng, em cam kết cho anh em chủ đề riêng hãng hết. US Navy 7th Fleet Pacific Ocean Hải quân ha. Và đây là hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân 207, nó chỉ là 207 thôi. Con này cũng là khá ăn mòn luôn nha anh em. 207. Con này thì nó có cấn có xước. Cũng cấn dăm thôi chứ, nhưng mà nó không có cấn mớp, không cấn mớp nặng. Nhưng mà nó được cái chủ đề nó rất là hiếm. Đời số mà nó có chủ đề này. Và chủ đề em cam kết với anh em là chủ đề riêng hãng hết. Nó có dầm dạng xước đó nè. Chủ đề này cam kết với anh em chủ đề riêng hãng luôn. Ruột trùng 5 tháng ha. Không phải là những cái con đời số mà nó sẽ rẻ nè, nó còn thuộc vào cái chủ đề nó rất là nhiều. Zippo nó hơn thua cái chủ đề, chất liệu thì mình không nói rồi, vàng khối bạc khối này nọ thì giá trị nó cao thì mình không nói rồi. Nhưng mà những con rơm mạ rơm hay là những con dòng rát với nhau á, thì nó so về cái chủ đề thì nó chiếm hết 90% rồi.
lắm em ạ. Hạm đội thứ 7 là hạm đội được đánh số của Hải quân Hoa Kỳ, nó có trụ sở chính tại Yokosuka. Hoạt động hạm đội Hoa Kỳ ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, nó là một phần của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Hiện tại đây là hạm đội lớn nhất được triển khai ở tiền phương của Hoa Kỳ với 50 đến 70 tàu, 150 máy bay và 27.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến. Trách nhiệm chính của nó là cung cấp quyền chỉ huy chung trong các hoạt động quân sự hoặc thảm họa thiên nhiên và chỉ huy hoạt động của tất cả các lực lượng hải quân Hoa Kỳ trong khu vực. Đó, cái chủ đề của nó, con này chủ đề cũng rất là hay. Số 2 500 một con Manburo 96, con này là được đắp nổi Lizarov, có phôi pha nhẹ lớp bạc anh em. Chủ đề Manburo thì trên Jimbo thì anh em cũng biết nó giá trị nó cũng cao. Con này có cấn, có cấn ha, có cấn dầm. Không cấn mấp nặng nha. Con này còn chưa có làm được khúc lề. Được 9-60. Chưa sửa chữa anh em. Sẽ làm cốt lề lại, canh chỉnh năm lại. Con này có dập cấn nhẹ. Chủ đề đằng trước thì nó đắp nổi ha. Sao là khả năng mòn. Chuẩn Manburo. Số 4 là một con Venrat được sản xuất 2000. Con này còn phản phất keo này nữa không? Đây cái nền hoa văn của nó nè. Còn lớp keo, tức là nó chưa có xì ba. Cái này là cái nền này nó phôi phai thôi. À, con này nó nằm ẩn xuống thành ra nó ít phôi phai. Chắc là con này chưa spa. Có kim nhẹ, lề lối đẹp. Con này spa lại thì nó sáng bóng nó đẹp hơn. Mà mình để như vậy nó còn cái giá trị. Như nó chưa qua spa ha, chưa qua xử lý. Và con này thì góc cạnh này em thấy nó cũng khá ok đẹp. Có thì cũng có những cái vết dâm nhỏ xíu thôi. Đây như ở đây thì có một vết dâm nhỏ xíu như vậy. Rồi con này ấm mây à. Cánh bén luôn. Ruột trùng năm, ruột cũng khá đẹp, ít xước. Chưa sửa chữa luôn nha anh em.
Fenbrass ha, chuẩn Fenbrass. Và chưa spa. Đây là minh chứng của nó nè. Chưa qua spa, chưa xử lý gì hết. Nguyên zin. Con này cũng lên cái màu, để cái màu nhìn nó xưa xưa, nó cổ cổ. Anh em đời đầu có dầm đời đói đẹp, có dầm nhẹ ha. Muốn sáng bóng thì nó dễ lắm anh em, nhưng mà để cái màu của đồng của nó, nhìn nó cái màu nó như vậy nó mới xưa xưa. Còn sáng bóng thì dễ mà, để lên máy chút xíu là xong rồi. Cực kỳ bán. Ruột mỡ gà chuẩn luôn anh em, hai mặt chữ. Ruột này ruột vàng mỡ gà nha. Chuẩn của chuyên liên 82. Bảo chuẩn luôn. Rồi anh này tình trạng cũng còn rất là ok anh em. Tình trạng rất là ok. Hai đồng. Hai chẹo. Quá mềm cho một con chuông niên 3282 ha. Hai chẹo. Không chơi cái này thì chơi cái gì? À, số 5. Hai chẹo. Đây một con chủ đề về nãy giờ mà hai con Slim con số 1 và con số 2 nè. Đây nó cũng là một cái căn cứ của hải quân. Con này chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước cho lỗ bảo quản nè, khá là ổn. Này có xước tờ, khá ổn. Con này em sẽ trừ tiền cho anh em. Chủ đề nó khá là hay. Này ông tạo thiền nè anh em thấy không, mỏ neo cũ một cái là nó có sức tơ. Và con này thì nó 202, chất lượng cũng la mã luôn. Nói chung là con này nó chưa sử dụng nhưng mà nó có xước. Ruột trùng 5 tháng Z02 luôn. Coi những cái vết xước nè. Cá lụ. Đây cái chủ đề đẹp, cái chủ đề chủ đề đẹp, chủ đề hay, chủ đề quân sự, nhưng mà chủ đề quân sự ít, rất là ít gặp cái chủ đề này. Em thì bán theo tình trạng của nó, giờ nó có xước vậy thì không đâu thể nào bán giá cao được.
là được là vùng để nó cái chủ đề mã số 5. Đây, em tra cho anh em. Chị ăn như nãy giờ luôn á, mấy cái con đây nó cũng giống như cái con Slim á nè, hoạt động của hạm đội Hoa Kỳ Yokosuka và bằng hay tư lệnh hoạt động hạm đội Yokosuka là một căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ tại Yokosuka, Nhật Bản. Nhiệm vụ của nó là duy trì và vận hành các cơ sở để hỗ trợ vụ hậu cần giải trí hành chính cho lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, hạm đội 7 nè, và các lực lượng hoạt động khác được giao ở Tây Thái Bình Dương. Nó cũng là chung một cái dù chủ đề nó gần giống nhau của con một, con mã 1 và con mã 2. Anh em có thể là tra lên nha, là cái tên của nó nè, để anh em hiểu rõ hơn về nó, về cái chủ đề của nó hơn. Đây, US Fleet Atti Yokosuka. Rồi, con này 700, con này là chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước anh em, nó xước vài đường. Cái chủ đề khá là hay anh em, chủ đề những cái chủ đề quân sự, nói chung chủ đề quân sự và nó thuộc hải quân của Hoa Kỳ. Ở đây một con thì hôm trước em có thu của khách, hôm trước là này là con chrome phay xước thôi, một con chrome phay xước sản xuất năm 96. Mặt sau nó còn tem cảnh báo nhưng mà nó có xúc tem rồi, nó xúc phần nắp rồi, nó có chét ruột. Tình trạng là new, chưa sử dụng anh em. Con này không có bút thì em tặng kèm cho anh em một cái bút thiết. Cái emblem này là dán thêm á nè, cái emblem của chủ cũ dán thêm. Hôm trước cũng có một con em có lên đó, là đi chung một cặp của anh khách đó. Đây, emblem của hình lục quân ha, hình trạng chưa qua sử dụng, số năm 96. Cho anh em sử dụng không thích có emblem, cái này có tháo trơn được. Tại vì cái emblem này là dán thêm thôi chứ không phải là emblem zin theo cái khuôn zip nha nè. Cái nào em dám cam đoan với anh em là em sẽ cam đoan với anh em. Còn cái này là chắc chắn là cái này là dán thêm của chủ cũ. Chủ đề hoặc là emblem hay gì đó, anh em cứ yên tâm, em đã dám cam đoan với anh em thì nó chính xác. Còn ví dụ như anh em khi nhận hàng về, nếu mà không như em mô tả hoặc là em không như em cam kết, em cam đoan, anh em có thể quyền quay đầu cho em. Em nhận hàng quay đầu của anh em đầy đủ, khỏi yên tâm vấn đề đó. Đây, một em Marlboro sơ chỉnh đèn, cái dòng này lúc này cũng là khá là ít.
gặp nhiều hơn là lúc trước thì gặp cũng thường, lúc này sau này là ít rồi, và giá của nó cũng khá là cao bên eBay. Đây còn Manburo sơn tính đèn thôi, nhưng mà nó có giá trị riêng của nó thôi anh em. Sơn này nó khá dày. Manburo này nó xuất châu Âu. FIFA. Đây con này trưng bày khá đẹp. Sơn tính điện. Rồi. Rồi em lên một cặp xưa cùng chủ đề luôn. Một con HB, một con Slim HB, một con Regula thì nó chrome phai xước. Sao cho anh em tưởng chức cho anh em. Cái yêu đồ nó làm nó bám lâu ngày. Anh em có thể dùng cà na hoặc là cái autosol anh em lao cho nó ra, không cần phải dùng xăng. Cái bóng lưỡng luôn á. Chơi cặp thì sẽ có giá mềm hơn là một lẻ ha, lẻ một cái.
lột rồi luôn, chưa có lót lót luôn mà. Bảy tám ruột hai mặt chữ ha, bắp bột chuẩn. Để em lót cái để nó rút ra rồi, hàng chuẩn chưa qua sử dụng, anh em yên tâm. Cái này em sẽ báo giá cặp cho anh em ha, còn lẻ thì anh em thích cái nào thì có giá đó luôn. Rồi rồi tới em mặt cá ăn nè, chủ đề red sea cùng một chủ đề anh em, một con HB, con slim HB, lên HB. Bảy mươi tám luôn ha, cặp này là 78 anh em. Anh em nào mấy anh nào mà sinh năm 78 thì quất cặp này về là khá là hay luôn, trưng bày một cặp luôn cho nó hay luôn. Một cặp 78 luôn, bút biết rồi nè, cũng có hơi xước do loại bao quạt. Có như người ta chơi ha, xong người ta cũng thấy cái khăn như vậy là nhiều khi nó dính nè, thế là lao quá thì nó xước, thì bình thường không có gì là lạ hết chứ. Đây ruột hai mặt chữ và chuẩn bất bộ luôn ha, hai con đều chưa qua sử dụng nha anh em. Khá là đẹp luôn. Cặp này anh em nào chơi, em tính anh em ba triệu ba năm chục cặp này. Còn lẻ thì anh em thích slim thì sẽ cao hơn xíu, và rượu la sẽ cao hơn xíu. Cặp này là 3350, 3 triệu 350 nha anh em, cho một cặp 78 cùng chủ đề, một con phay xước và một con HB rượu la và slim ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc, cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.